Phim được thuyết minh tại tvhay.org. Tôi là Trần Gia Hào. Từ nhỏ tôi đã có thể thấy thứ người khác không thấy. Em muốn vào không? Muộn rồi mà đông người vậy. Trần Gia Hào thấy ma, đáng sợ quá. Thầy bói nói số mệnh của tôi là phụng sự thần linh, không thể làm cảnh sát. Nhưng tôi không tin. Này, đừng chăm chỉ quá được không? Thả lỏng đi, chả có xe nào lui tới đây đâu. Tôi cũng từng chăm chỉ như cậu. Nhưng mấy năm nay, tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi xong rồi. Xong việc gì hả sếp? Vẫn chưa hiểu à? Chỉ cần sống yên bình, đừng dính vào rắc rối. Tôi mong có thể an nhàn làm việc cho đến ngày nghỉ hưu. Nhưng lại gặp kẻ gây rối như cậu lao đầu vào chuyện không đâu. Chuyện đó tôi nói cậu nghe. Nếu tôi có tài như cậu, tôi sẽ chả làm cảnh sát đâu. Tôi sẽ làm ông đồng hoặc thầy bói. Nhiều tiền hơn làm cảnh sát, phải không? Sao lại làm cảnh sát? Tôi đi tè đây. Dừng lại để kiểm tra. Sếp ơi, có nên không? Sao không được đi tè à? Này, sở cảnh sát hậu lý, cảnh sát an ninh. Làm ơn cho xe bằng lái. Vượt quá tốc độ rồi, biết không? Xin lỗi tôi. Ngày thường tôi làm ở thành phố khác, cuối tuần mới được về với vợ con. Tất cả chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi xin lỗi. Ký vào đây. Tôi quên phí đậu xe hồi nào. Cảm ơn anh bạn trẻ, cảm ơn. Gì nữa vậy? Đèn hậu tắt rồi. Anh đang làm gì vậy? Hành hung cảnh sát à? Giơ tay lên, giơ tay lên. À Hào, cậu ổn chứ? Bỏ xuống xuống, quay ra sau. Quay ra sau. Đừng cử động. Anh Kiệt. Đúng là nhiều chuyện. Lẽ ra mày nên để tao đi. Giờ tôi mới nhận ra,
Số mệnh ấy không thể thay đổi. Trần Gia Hào, chúc mừng cậu đã bắt được hắc cẩu, kẻ bị truy nã gắt gao. Một cảnh sát giao thông phá được án lớn, đáng được khen thưởng. Nhưng trong vụ nổ súng, cậu nói một cô ma nữ đã cứu cậu. Cô ấy thật sự đã cứu tôi. Cậu không tôn trọng công việc của mình nên cộng sự của cậu mới chết. Ma cứu cậu à? Ma sao cứu người được? Sửa lại báo cáo ngay. Sao tốt nghiệp được thế? Không sửa thì từ chức đi. Sở cảnh sát Hậu Lý, cảm ơn sếp đã chỉ bảo. Cậu từ đâu đến vậy? Số 9 Trần Gia Hào có đáng không? Trần Gia Hào sinh năm 1988, do Học viện Cảnh sát năm 2011 điểm cao nhất môn bắn súng, điểm cao nhất môn đánh tay đôi. Điểm bài thi thì vừa đủ đậu. Từng vô cớ nổ súng trên phố và vài lần lao vào các nghi phạm vô tình. Xin lỗi, cậu vẫn muốn làm cảnh sát à? Thưa sếp, gọi tôi là Lão Trương. Tôi... Cậu có hối hận khi đẩy bà già khỏi chiếc xe không? Bà ơi! Thực ra tôi có gì cho cậu, với điều kiện là cậu không được sợ. Cảnh sát Trần Gia Hào. Sếp, tôi được chuyển đến phòng nào vậy? Sao tôi phải sợ chứ? Sếp, thang máy lâu rồi chưa sửa, chắc không dùng được đâu. Quỷ viên bảo cậu sửa lại báo cáo, sao cậu lại từ chối? Cô ấy thật sự đã cứu tôi. Tôi không thể giờ như không có được. Tôi đã làm đúng, phải không? Trong đời cậu có hai ngày quan trọng nhất. Ngày cậu được sinh ra và ngày cậu được học ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Hôm nay có thể là khởi đầu của giới sau. Nắm hay buông tùy vào cậu. Cảnh sát Hậu Lý, sếp, tôi được chuyển đến phòng nào? Trong các vụ án được báo mỗi năm, cậu có biết có mấy vụ liên quan đến ma không? Chào mừng đến với phân cục 9. Phân cục 9. Ân cần, tận tâm. Phân cục 9. Đưa hồ sơ. Trần Gia Hào, cảm ơn. Được. Tiếp theo.
Yêu nghĩa là khoan dung vô bờ. Nó sẽ che mờ đi mọi sai lầm. Cũng như dương gian cõi âm cũng cần giữ trật tự. Từ ngày xưa phân cục chính đã xử lý những vụ án bí ẩn mà cảnh sát không thể phá. Miễn là ta không vượt quá ranh giới luân hồi và nhân quả. Khi một người chết đi, lúc đầu họ sẽ thấy bối rối, như một đứa trẻ sơ sinh. Họ chưa thể quen với môi trường nên họ hoảng sợ, như tiếng khóc của một đứa bé, một lời kêu cứu. Càng làm ầm ĩ, họ càng cần chúng ta giúp đỡ. Tên anh là gì? Bảo vệ. Vài con ma bướng bỉnh vẫn cần bị giam. Sao bạn nào cũng đốt nhang vậy? Nhang à? Dù ranh giới giữa hai cõi âm dương rất mỏng manh, tần số của chúng ta rất khác. Nhang là cách giúp ta truyền đạt suy nghĩ của mình, để hai cõi đều nghe rõ. Vậy sao tôi không nghe thấy họ? Thấy được không có nghĩa là cũng nghe được đâu. Cậu chưa từng nghe thấy họ sao? Tôi không biết tại sao hoặc khi nào cậu có thể nghe thấy họ. Tôi chỉ có thể nói là nó nhất định sẽ xảy ra. Nếu không nghe được họ, sao tôi có thể giúp họ được? Cậu sẽ phải đồng cảm với họ bằng trái tim. Tôi giúp gì được cho anh ấy? Người và ma không chung đường. Xem ý nguyện cuối của anh ấy là gì. Anh Kiệt, miễn là tôi làm được, tôi sẽ đốt người giấy gợi cảm cho anh. Tôi xin lỗi, tôi ra tay quá muộn. Đến giờ rồi, mời đi lối này. Anh ấy sống giản dị, vậy là một người tử tế. Sẽ sớm được đầu thai thôi. Cậu mới là người phải buông bỏ để anh ấy có thể ra đi thanh thản. Ý nguyện quá đơn giản, chỉ cần đốt một cây nghiêu ta cho anh ấy. Cái gì? Hay là đạn xe lô? Đây là đồ đệ của tôi và sư tỷ của cậu, Tiểu Tuyết. Cô ấy, cô ta đang bị sư phụ nhập. Sao cậu có mùi như phụ nữ thế? Ông ấy động tính à? Quỷ à? Ở đâu? Không, con xin lỗi. Người mới, thầy đừng để bụng. Không sao, rất trong sáng. Đây, dâng rượu đi. Sếp có nhiệm vụ rồi, sư phụ. Nếu thầy vẫn ở đây khi con về, con sẽ uống với thầy. Đi thôi. Sao? Cảm ơn. Dù đào mộc, bùa chú trên dù giúp xua đuổi tà ma. Nó che chắn ánh nắng để bảo vệ ma tốt. Khi thắp nhang và cầu nguyện,
Ước muốn của ta sẽ được chuyển đến thế giới bên kia. Như điện thoại ấy à? Có thể nói như vậy. Súng nước thánh giúp tiêu diệt tà ma là súng hơi phải không? Không phải nước tiểu đồng tử đi chứ. Là nước thánh, chỉ dùng khi gặp những con ma vô phương cứu rỗi. Ta không cần súng thật đâu. Quên hết quy tắc trong sách vở đi. Đây là quy hiệu của phân cục chính, vua hộ mệnh của chúng ta. Vậy của tôi đâu? Cậu chưa nói ngày đầu rồi hẳn tính. Nhớ nhé, nhiệm vụ của cậu là bắt ma. Cởi quân phục ra đi. Thế thôi à? Chứ cậu nghĩ bắt ma khó hết cỡ nào? Nhiệm vụ: vụ diệt nhà ma. Báo cáo bởi cô Tùy. Địa điểm tòa nhà XX, đường Ca Khắc Hậu Lý. Tôi mệt rồi. Mỗi lần bị ma nhập rất tốn sức. Lần sau nói chuyện đi. Bà Đồng, tốt giả của bà. Lần sau tôi sẽ tính thêm tiền. Cô ơi. Ừ. Khách hàng là ai thế? Bà Đồng nói họ có việc chưa làm xong. Cháu cần biết ai đang cố giết họ để còn giải quyết. Đã nói nhiều lần là trên đời không có ma. Lại đây nào. Cô ơi, cháu ở đây nè. Cô ơi, rồi tôi thức dậy. Chắc cô ấy quá mệt thôi. Tôi xin lỗi vì các anh phải đến tận đây. Này, xin lỗi. Xin đừng nhìn thẳng vào cô ấy. Muốn biết gì thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ truyền đạt lại. Hiểu rồi. Xin chờ hiện trường để chúng tôi thu thập chứng cứ, xem có manh mối gì không. Được thôi. Cảm ơn hai vị. Vẫn còn nhìn à? Sếp này, cô ấy ký nhầm chỗ rồi, có ký là được. Được thôi. Chết tiệt. Này, đưa tôi viên kẹo.
Còn nhỏ thế này mà lại làm quan hồn sao? Chắc ở một mình khổ sở lắm hả? Vậy thằng bé chết sớm, bố mẹ nó không làm tang lễ đàng hoàng, linh hồn nó mắc kẹt ở đây chờ đợi mẹ trở về. Vậy sao nó lại dọa cô ấy? Dọa à? Trẻ con thích làm gì nhất? Chơi đùa. Người ta thường cho rằng ma ám họ, nhưng trường hợp đó hiếm lắm. Cậu bé này chỉ đang khao khát vòng tay ấm áp của mẹ thôi. Này, tiểu quỷ, sẽ có người đưa cháu về với mẹ sau. Bọn chú sẽ lo cho cháu nhé. Đưa dù đây. Pokemon à? Vậy chỉ vậy thôi à? Chứ còn muốn gì? Hồn ma nán lại dương gian vì họ nhớ những người thân yêu. Con người có cảm xúc thì sao ma quỷ lại không chứ? Chết tiệt! Không phải nó bị bắt. Máy hỏng rồi, khỉ gió. Bảo họ mua cái mới đi. Dọn cái lư hương đi. Vâng. Bệnh viện đa khoa Tôn. Nhiều người bỏ cả đời theo đuổi danh vọng, tiền tài, nhưng con người không thể sống mãi. Có tiền tài danh vọng để làm gì? Chào mọi người, tôi là Tôn Ngọc Thụ. Thượng đế không thể ban cho bạn sự sống vĩnh hằng, nhưng nếu bạn tin vào tôi, bạn sẽ có thể. Ủy Thiên Lâm gặp tai nạn. Đưa của tôi cho hắn. Còn bà thì sao? Với người như Quỷ Diên Lâm, ta nên giữ mối quan hệ vừa thân vừa lạ. Đợi đã. Nếu còn thuê người như hắc cẩu lần nữa thì cậu sẽ... Quý vị, chào mừng đến sự kiện hôm nay. Ủy Viên Lâm Viên Nghị bị thương nặng trong tai nạn xe. Vẫn còn uống à? Lúc bị sư phụ nhập, chưa uống đủ sao? Sư phụ đi rồi à? Sư phụ nói anh có mùi như phụ nữ. Tôi ư? Một hồn ma đã bám theo anh, nhưng không lộ diện. Sư phụ nói anh và cô ấy có duyên. Hồn ma à? Có phải là ma nữ đã cứu tôi không? Sư phụ muốn tôi bắt kẻ đã giết cô ấy à? Sư phụ muốn cậu lo việc của mình. Tại sao? Vì CID phụ trách vụ đó rồi. Họ đã có bằng chứng. Bắt được hay không là do trời định. Chúng ta là cảnh sát mà. Anh muốn tôi ngồi yên à? Đây là phân cục chính. Ta xử lý các hồn ma, chứ không được dính vào mấy vụ liên quan đến con người. Nghe và nhớ kỹ đây. Người và ma không chung được.
Cảm ơn cô đã cứu tôi. Đợi đã. Tên cô là Hoàng Nha Quệ. Cô cần giúp sao? Tôi sẽ giúp cô. Vậy bước tiếp theo là gì? Chà, nhang đang nhấp nháy. Cô đang muốn nói gì? Sĩ quan Trần, tôi đã đột nhập vào nhà của người khác đấy. Anh là ai? Tôi cảnh báo nhé, cô vừa hành hung cảnh sát đó. Cô đã phạm luật, luật nào? Tôi vào bằng chìa khóa nhà mà. Còn anh thì đột nhập vào. Nếu là tự vệ thì không tính là hành hung cảnh sát đâu. Khoan đã. Cô ấy đã cứu tôi. Không tin tôi à? Mở hộp giày đó ra xem. Hộp màu hồng ấy. Sao anh biết chuyện này? Tôi nói tôi thấy được cô ấy, cô tin không? Tên tôi là Trương Như Tâm, nhà báo. Hoàng Nha Huệ là bạn của tôi. Cô ấy mất tích hơn một tháng rồi. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy sẽ không cư xử như thế này đâu. Anh sẽ giúp tôi chứ? Dân. Nhiệm vụ. Vụ việc tiếng khóc lạ, đồ vật di chuyển báo cáo bởi ông Thái. Địa điểm tòa nhà XX, đường Aisuo Hậu Lý. Bố ơi. Bố. Này.
Vậy ông ấy không biết mình đã chết sao? Tôi đã nói rồi mà, khi một người mới chết, họ sẽ rất bối rối. Một ông già không có gia đình, ông ấy sống với những người mới chuyển đến. Ông ấy nghĩ ngôi nhà có vấn đề, nhưng thật ra ông ấy chính là nguyên nhân. Anh biết mình suýt bắt tan hồn phách ông ấy hay không? Sếp chắc là anh ta thích hợp chứ. Em sẽ hiểu thôi. Đừng hấp tấp vậy chứ. Không thì sao đồng cảm với họ được? Tìm được con gái ông ấy là hoàn thành tâm nguyện cuối, đúng không? Không con không cháu, đau buồn quá. Tình yêu của cha mẹ, tôi biết cô ấy đang ở đâu.
Nha Huệ. Con ma lúc nãy đã xuất hiện trong vụ nổ súng ở trạm kiểm soát Hoàng Gia Huệ sao? Phải. Xác cô ấy đã được tìm thấy. Tiểu Tuyết đã siêu đội cho cô ấy. Ta xong việc rồi. Xong việc là sao? Ta là cảnh sát, sao làm ngơ được? Nhiều xác như vậy, họ đâu tự nhiên mà chết. Anh muốn tôi đồng cảm với họ. Giờ tôi có thể nói là họ muốn tìm ra hung thủ. Bình tĩnh nào. Họ đều mặc cùng một bộ đồ. Anh biết rõ hơn tôi là không phải trùng hợp. Từng có một cảnh sát giống như cậu. Anh ấy tội nghiệp cho một ma nữ và đã giúp cô ấy. Anh ta gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng. Vợ chết, anh ấy bỏ con gái lỡ một mình. Dù biết không nên vượt quá ranh giới, anh ta vẫn cố chấp hành động. Không chỉ hại bản thân, mà cả những người thân yêu nữa. Cậu nghĩ anh ta không hối hận sao? Vậy ta sẽ không làm gì cả sao? Đúng, phân cục chính của quy tắc riêng. Chúng ta là cảnh sát, ta nên thực thi công lý số mệnh đã an bài. An bài con khỉ, nhìn đi, an bài thế này à? Cậu rất yêu công lý, cũng tốt. Cậu còn nhớ A Kiệt chứ? Để nhang cháy lâu hơn một chút, cậu sẽ thấy mọi thứ rõ hơn. Bà ổn chứ? Cậu lo cho tôi à? Hồ sơ đây ạ. Cậu nghĩ người này sẽ dùng được sao? Nếu không tìm ra người khác, tôi sẽ dùng cậu. Chuyện đã xảy ra với Hắc Cẩu, may mà anh đã giải quyết giúp chúng tôi. Quỷ viên yêu dấu, cưng à, đừng lo. Khi tỉnh dậy, anh sẽ cảm thấy như thể anh vừa được tái sinh. Đi đi. Hãy để con yên. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra công bố nào. Nhưng nguồn tin độc quyền của chúng tôi cho biết 13 xác chết được tìm thấy là nữ. Có vẻ liên quan đến các báo cáo phụ nữ mất tích. Sau khi điều tra, cảnh sát cho rằng thủ phạm là một sát nhân hàng loạt. Dù có liên quan vụ án đường hầm Yểu Tiên không, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị. Alo, tôi đã thấy danh sách nạn nhân rồi. Cô ổn chứ? Trước đây Nha Huệ có đến gặp tôi. Cô ấy nói đang gặp vài chuyện. Đến khi đọc nhật ký tôi mới biết cô ấy có thai. Là con của ai? Quỷ Diên Lâm. Gã bị tai nạn xe hơi ấy à? Quỷ Diên Lâm bị thương nặng trong tai nạn xe, phải.
Tôi đọc trong nhật ký của Nha Quệ rằng Tôn Ngọc Thụ sẽ đích thân kiểm tra cô ấy, rồi cô ấy mất tích. Tôi phát hiện ra tất cả nạn nhân đều đến bệnh viện đa khoa Tôn trước khi mất tích. Tất cả hộ ma nữ đều mặc áo choàng như nhau. Anh có nghĩ giống tôi không? Một nhà báo và một cảnh sát muốn gặp bà. Họ muốn biết về cách thi thể tìm thấy ở miếng đất của Hắc Cẩu. Cho họ vào. Tôi muốn hỏi bà vài câu về tin tức sáng nay. Chúng tôi phát hiện ra tất cả nạn nhân đều đến bệnh viện này. Tôi xin lỗi, tôi không quản lý mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Nếu có thể làm gì khác, tôi nhất định sẽ giúp. Bà từng nghe cái tên Hoàng Gia Quệ chưa? Hoàng Gia Quệ? Không nhớ cô ấy à? Đây là hồ sơ bệnh án của cô ấy. Chắc bà nhớ cái này chứ? Bà tôi nói cô ấy rất vinh hạnh được gặp bà ở ngoài đời. Tôi có rất nhiều bệnh nhân. Xin lỗi vì nói thẳng, nếu họ không quan trọng, tôi sẽ không nhớ họ. Nếu tôi đoán đúng, thì sĩ quan ngồi cạnh cô nghĩ tôi đang giấu giếm gì đó. Cậu nên biết thân biết phận. Tôi biết, xin lỗi đã lãng phí thời gian của bà. À phải, cô Trương, tôi đột nhiên nhớ cho cô ấy rồi. Cô ấy có vẻ là con điếm nhỏ của bạn tôi, anh Lâm. Tôi chỉ giúp anh ấy thôi. Tôi không ngờ sẽ gặp rắc rối lớn như vậy. Xin lỗi đã làm phiền. Đúng là nực cười. Tôi không hiểu sao cô chịu được. Bà ta cố ý làm như vậy. Cô ổn chứ? Tôi cá bà ta có liên quan. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô đã cho bảo vệ rất nhiều tiền. Tôi lấy từ xe anh đấy, hả? Cô biết về máy tính nữa à? Chả có gì đâu. Quỷ Viên Lâm, chẳng phải ông ta bị tai nạn xe à? Sao hồi phục nhanh vậy? Cô ấy có hẹn lúc 4:30 chiều ngày cô ấy mất tích. Nha Quệ không hề rời bệnh viện. Khoan đã. Hắc Cẩu, hắn đã giết cộng sự của tôi. Thưa bà, thật trùng hợp. Ngày sinh của cô Trương hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của ta. Cô ta đã tự mò đến đây. Thật đáng tiếc. Nhưng cô có thể xem việc hy sinh thay tôi là một vinh dự. Chúc mừng, cô Trương. Tìm cô ta. Cô điều tra vụ án và xâm nhập máy tính.
không làm 007 thật là phí đó. Phụ nữ mất tích ở Hồ Lý, tại sao anh lại từ chối sửa lại báo cáo? Sao cô biết chuyện đó? Anh đâu nghi ngờ khả năng của tôi, phải không? Sao anh không sửa? Cô ấy đã cứu tôi. Tôi không biết giải thích thế nào nữa. Do ảnh hưởng từ thời thơ ấu, chắc cô nghĩ tôi điên. Không, tôi nghĩ anh rất ngầu. Còn tôi không thích bí mật. Tôi chỉ thích sự thật. Như anh nói, ảnh hưởng từ thời thơ ấu. Sao cô học được các kỹ năng đó? Chết tiệt. Tôi sẽ vào nhà vệ sinh. Bên phải anh đấy. Được rồi. Không sao đâu, mẹ sẽ thương con. Sao cậu lại ở đây? Sếp, tiếng gì thế? Thực ra bố à? Sao cậu lại ở đây? Sao hai người biết nhau? Trước đó chúng tôi, bố nói tôn trọng riêng tư của con mà. Sao bố lại ở đây? Sao cậu biết con gái tôi? Chuyện là không phải việc của bố. Sao anh biết bố tôi? Đồng nghiệp à? Nhưng có một quan trọng là sao cậu lại ở đây? Tôi chỉ muốn điều tra vụ thiếu nữ mất tích. Tôi đã bảo cậu được nhiều năm qua, hai ta chả đói quà gì với nhau. Giờ bố đột nhiên đến nhà con. Bố lo cho con à? Sao cậu lại mặc quần lót đi lanh quanh nhà con gái tôi? Cậu định làm gì? Tôi thật sự không, đó có làm gì không? Bố hỏi xong chưa? Anh ta có thể làm gì chứ? Chẳng có gì tệ hơn việc bố bỏ đi cả. Con không biết bố bận gì và con cũng không muốn biết. Nên hai người có thể ra khỏi nhà tôi được không? Cảm ơn. Nhất là bố đấy. Cô có thấy có gì đó kỳ lạ không? Trần Gia Hào. Vâng. Thưa sếp, chị không như sếp nghĩ đâu. Tôi nghĩ sếp hiểu lầm rồi.
Tôi không cố ý. Cậu có 5 giây. Giết người được đấy. 5, 4, 3, 2, 1. Anh điên rồi à? Khốn kiếp. Chết tiệt. Sếp, tôi xin lỗi rồi mà. Sao anh vẫn bắn tôi chứ? Tôi cũng là sĩ quan được chứ. Cuối cùng tôi cũng dám đi gặp con gái. Vậy mà bị cậu lồng hổng. Cậu không nghe lệnh tôi, khiến cộng sự bị giết. Giờ còn lôi con gái tôi vào. Tôi nói rồi, chúng tôi không có gì cả. Không phải tôi bảo cậu đừng điều tra à? Ai cho cậu quyền đòi công lý cho họ? Tôi đã làm hết sức để giữ cho cõi âm không làm phiền chúng ta. Sao cậu lại đến bệnh viện tôi? Còn kéo con gái tôi theo nữa. Tôi đúng là mù mà. Tôi không biết có phân cục chính làm gì. Tự xưng là cảnh sát nhưng không thực thi công lý. 8 năm trước có người cũng đã phạm sai lầm tương tự. Tôi biết, lão Trương kể rồi. Chính là lão Trương đấy. Một lựa chọn đều có cái giá. Hình phạt là do thiên mệnh quyết định. Ta chỉ có thể duy trì luật pháp và trật tự. Sếp ấy đã phạm sai lầm lớn. Khi vượt quá giới hạn, nó đã khiến sếp ấy mất vợ. Giờ sếp ấy chỉ hy vọng hàn gắn mối quan hệ với con gái của mình. Thám tử có luật lệ, chúng ta cũng có luật lệ. Anh biết mà. Anh chỉ không muốn trưởng thành thôi. Như Tâm, bố đây. Việc của con không liên quan đến bố. Con không thể động đến bà ta. Đừng gây rắc rối chỉ vì một bài báo. Hãy nghe bố nói một lần thôi. Con chưa bao giờ can thiệp công việc của bố. Vì bố bỏ con sau khi mẹ mất, bố đã mất quyền. Nhưng bố bảo con phải làm gì? Con mệt rồi. Vậy nhé. Cái gì? Thảm họa. Các anh là ai? Ai đó? Như Tâm. Như Tâm, ai thế? Alo. Như Tâm.
Bệnh viện Đa Khoa Tôn. Mời vào. Ông đến bệnh viện vào giờ này, ông không khỏe à? Có khẩn cấp không? Đây là bằng chứng và cũng là quà. Con gái tôi đâu? Bằng chứng sao? Không đủ. Quà ư? Ông không mua nổi thứ tôi thích đâu. Nói đi, bà có điều kiện gì? Xếp Trương, là bác sĩ tôi chỉ muốn cứu mạng người. Tôi đã đưa bà mọi bằng chứng, như tâm không liên quan gì cả. Thả nó ra và tôi hứa nó sẽ dừng điều tra bà. Không dễ vậy đâu. Bấy nhiêu nạn nhân vô tội, bà không cắn rứt lương tâm sao? Lương tâm mà. Sếp Trương, có nên đem cần lương tâm của hai ta không? Tôi cứu những người quan trọng, kỹ năng của tôi mang đến cho họ cuộc sống mới. Đổi cái mạng trẻ tiền như ông, tôi có thể cứu một mạng khác có ích hơn cho xã hội, cũng đáng mà. Tôi chỉ muốn thế giới tốt đẹp hơn. Sự hy sinh của Trương Như Tâm là điều cần thiết. Mọi mạng sống đều bình đẳng. Làm ác sẽ gặp báo ứng. Báo ứng à? Chưa chết thì chưa bị trừng phạt. Thôi làm trò đi. Ông nên thấy vinh dự khi đến thăm bệnh viện của tôi. Sao lại nóng nảy thế? Sếp Trương, ông đã chuẩn bị ngay từ khi bước vào rồi, phải không? Có ai từng nói với bà rằng bà rất xấu xí không? Ông nghĩ tin tức về một cảnh sát nhảy khỏi sân thượng bệnh viện sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư có được lên trang nhất không? Đừng cản tôi. Chúng tôi có quyền đưa tin. Đợi đã, chúng tôi có quyền đưa tin. Đừng cản tôi. Ông ấy là ai? Chúng tôi cũng phải đi à? Sao lại đẩy tôi? Tin nóng. Được biết người đàn ông trung niên ngã lầu tử vong là một thanh tra cao cấp. Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ chi tiết nào. Nguyên nhân tử vong sơ bộ là tác động của cú ngã. Vài nguồn tin cho biết thanh tra Trương đã điều trị tâm thần từ lâu tại bệnh viện Tôn. Do thỏa thuận không tiết lộ, bệnh viện không thể tiết lộ thêm. Tôi tưởng anh nghỉ việc rồi.
luôn có giọng nói bảo tôi uống ít lại. Giờ không nghe thấy nữa rồi. Tôi không quen như vậy. Con có hai người bố. Một người là thủy thủ chết đuối trên biển. Khi tôi 3 tuổi, người còn lại nhận nuôi tôi. Mỗi ngày sau khi uống say, ông ta đánh tôi. Một ngày nọ, tôi đã bỏ chạy. Tôi không biết phải đi đâu. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu. Tôi được đưa đến một ngôi miếu. Sư phụ Tế Công đã nhận nuôi tôi. Tôi đã ở đó đến năm 18 tuổi. Và gặp sếp Trương. Mãi sau này tôi mới biết, chính sếp ấy đã đưa tôi đến ngôi miếu. Tôi đã mất hai người cha, nhưng ông trời lại cho tôi hai người cha khác. Từ khi còn nhỏ, không ai tốt với tôi ngoại trừ sếp ấy. Còn anh thì sao? Tôi có hai bà mẹ. Một thầy bói nói bố tôi sẽ có hai bà vợ nếu ông ấy kết hôn với người mẹ ma của tôi để hoàn thành lời tiên tri. Tôi là người duy nhất nhìn thấy bà ấy. Cậu nhóc con, anh rất nhạy cảm. Với linh hồn dây quanh nó, anh phải giữ nó tránh xa kim loại, dao và súng đạn. Á Hào, không sao đâu. Cứ làm việc con muốn làm, mẹ sẽ luôn ở bên con. Từ khi tôi biết nhớ, chúng tôi đã không thể xa nhau một bước. Tôi nhớ mình bị ốm nặng khi còn nhỏ, nhưng tôi không sợ, vì tôi biết người mẹ ma luôn ở bên cạnh tôi. Đừng chạy, dừng lại. Nói chuyện với nó thì mẹ ma sẽ theo cậu đấy. Trần Gia Hào thấy ma, đáng sợ quá đi. Nói chuyện với nó, các bạn cùng lớp cười nhạo tôi, thì mẹ ma sẽ theo cậu đấy, vì tôi có mẹ ma. Tôi không chịu nổi việc bắt đạt nữa. A Hào, tôi bắt đầu làm người ngơ bãi, con ổn không? A Hào, A Hào, đi đi, tôi ghét bà. Tôi hy vọng bà ấy sẽ tránh xa tôi. Từ hôm đó, tôi không còn nghe thấy giọng của bà ấy nữa. Cũng không thấy bà ấy. Tôi nghĩ đó là vì tôi đã lớn. Sau đó tôi dần hiểu tôi đã ấu trĩ thế nào. Tôi rất nhớ bà ấy. Người và ma không chung được. Anh quên rồi sao? Tôi chưa quên.
Nhưng nếu phớt lờ những người cần giúp đỡ, ta còn là con người sao? Thích lo chuyện bao đồng thật. Đi thôi, cùng đi nào. Còn bao lâu nữa? Tôi đã tính giờ. 3 giờ sáng. Chuẩn bị đi, không được phạm sai lầm nữa. Thú nhận sẽ được khoan dung. Kháng cự, anh sẽ no đòn. Anh biết mình đang làm gì không? Để tôi hỏi lần cuối. Trương Như Tâm đâu? Anh lo cho bản thân của mình trước đi. Cớm tốt, cớm xấu à? Máy quay đâu rồi? Chúng tôi là cớm xấu và cớm điên. Chắc anh biết trò cò quay Nga 1/6 cơ hội. Nói đi. Bắn đi. Một phần năm. Bắn đi. Một phần bốn. Bắn nữa đi. Cái quái gì vậy? Cô đập đạn thơ ca. Tất nhiên rồi. Nếu không thì đâu đúng lượt. Chết tiệt. Lỡ hắn chết thì sao? Đau quá thì đem chôn. Cô điên như tôn ngọc thụ vậy. Làm việc đã mệt rồi, bà ta còn quấy rối tôi. Cảnh sát đã xác định tất cả nạn nhân. Tất cả đều ra đời vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Những người sinh ra vào giờ đó sẽ dễ liên kết với hồn ma hơn. Để kéo dài tuổi thọ, Tôn Ngọc Thụ cướp đi mạng sống của các cô gái. Có vẻ như Tôn Ngọc Thụ đã làm như vậy từ rất lâu rồi. Làm sao ngăn được bà ta đây? Tùy theo mỗi tôn giáo, nhưng cùng một nguyên lý. Anh cần thực hiện nghi lễ và hiến tế. Phương tiện là quan trọng nhất. Ta chưa biết phương tiện là gì. Phương tiện à? Ta sắp hết thời gian rồi. Sau bình minh, Tôn Ngọc Thụ sẽ lấy mạng Tâm Như. Vậy ta còn chờ gì nữa? Tiểu Tuyết, cô nạp đạn thật kìa. Tôi xin lỗi. Này này, đợi đã.
Ôi Lucifer, thiên thần Chúa yêu thích nhất. Archangel Michael đuổi ngài xuống địa ngục thật ngu ngốc. Thiên thần cao quý hơn con người. Kẻ yếu nên bị nuốt chửng bởi kẻ mạnh. Sao các người không hiểu? Sao thế? Mắc cỡ không dám lộ mặt à? Con nghĩ đạn có thể làm hại tôi sao? Bà là dạng quái vật gì thế? Cậu dễ thương quá. Khi những kẻ như cậu cố chống lại tôi, họ sẽ phải chết. Hiệp sĩ mặc giáp bóng loáng cứu cô gái đang gặp nạn. Cậu nghĩ đang đóng phim sao? Đứng yên đó. Cậu đang đầu hàng à? Tôi đã kỳ vọng cao hơn thế đó. Hết trò rồi à? Cậu đang làm đúng đấy. Những kẻ thấp hèn như cậu nên cúi đầu trước số phận của mình. Đứng yên đó. Mạng tôi càng dài, càng có lợi cho xã hội, cứu sống vô số người. Còn mạng của cậu đáng giá bao nhiêu? Cậu nghĩ tin tức một cảnh sát tự dẫn do thấy tội lỗi vì cái chết của cộng sự có lên được trang nhất không? Phương tiện là quan trọng nhất.
tiện à? Để nhang cháy lâu hơn một chút, cậu sẽ thấy mọi thứ rõ hơn. Nước thánh chỉ dùng khi gặp những con ma vô phương cứu rỗi. Nhanh lên. Sẽ không lành nổi đâu. Chết tiệt. Đồ khốn kiếp. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Bà thật là xấu xí. Sếp Trương, anh nên xuất hiện sớm hơn chứ. Tôi đã đỡ đạn cho cậu rồi mà. Nó làm bằng giấy mà. Chúc mừng, giờ cậu nghe tiếng ma rồi. Ừ nhỉ. Đến lúc rồi. Như Tâm, là bố đây. Quay về đi. Quay về đi. Quay về đi. Như Tâm, xin hãy nghe bố một lần. Xin hãy quay về đi. Như Tâm. A Hậu, bố tôi đâu? Thank you.
Lớp tiếng Anh có vui không? Vui ạ. Con thích lớp nào nhất? Lớp nấu ăn ạ. Tôi đã bảo cậu đời người có hai ngày quan trọng. Giờ tôi đã biết ma cũng có hai ngày quan trọng. Ngày ta chết và ngày ta có thể thật sự chết thanh thản.